quý vị và các bạn, vai trò của dầu nhớt trong vận hành máy đặc biệt quan trọng, quyết định đến hiệu quả hoạt động của mọi động cơ. Nếu dầu nhớt không tốt, máy móc có thể hoạt động thiếu trơn tru và giảm hiệu quả sản xuất. Ngoài tác dụng bôi trơn, dầu nhớt còn đóng vai trò chống rỉ sét, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải, kéo dài tuổi thọ và đảm bảo cho quá trình vận hành diễn ra hiệu quả và an toàn nhất. Vì vậy, để đảm bảo được động cơ máy móc hoạt động hiệu quả thì chất lượng của dầu nhớt là yếu tố rất quan trọng. Để giúp quý vị hiểu sâu hơn về vai trò cũng như tầm quan trọng của dầu nhớt, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Ngày nay, trên thị trường có rất nhiều loại dầu nhớt cho động cơ. Việc lựa chọn không đúng có thể gây tác hại, gây nóng máy, tốn nhiên liệu, tăng độ mài mòn và đóng cặn trong động cơ, dẫn đến làm giảm tuổi thọ xe. Chính vì vậy, việc lựa chọn dầu nhớt đảm bảo chất lượng luôn là yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Và tôi có chú trọng vấn đề bảo dưỡng xe, cái độ bôi trơn của máy móc. Tôi thường cứ thay nhất là định kỳ. Thì cứ khoảng 1.000 cái số tôi thay một lần. Cái loại nhớt mà ET-S4 là tôi thấy cái độ nhớt nó cái màu cái tươi sáng và nó trong, độ bôi trơn nó nhiều hơn các loại khác. Thì có thể là tôi sẽ sử dụng thử cái loại này, rồi sau này chắc có thứ mà tôi xài thấy máy móc rồi ổn định êm thì tôi sẽ có tiến hành tôi sẽ sử dụng luôn. Hiện nay trên thị trường thì nó có rất là nhiều thương hiệu dầu nhớt, cho nên là việc mà để chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm dầu nhớt phù hợp cho cái dòng xe mà chúng ta bảo trì ở cái cửa hàng của mình rất là quan trọng. Đầu tiên đó là chúng tôi quan tâm tới cái chất lượng của sản phẩm dầu nhớt, nguồn gốc xuất xứ và các cái tiêu chí kỹ thuật trên cái sản phẩm dầu nhớt đó. S4 là một cái thương hiệu dầu nhớt mà nó có đa dạng các cái sản phẩm, đa dạng chủng loại, có thể phù hợp được cho tất cả các dòng xe máy trên thị trường hiện nay. Là một trong những doanh nghiệp định hướng sản phẩm tiêu dùng đạt chuẩn API của Viện Dầu khí Mỹ đến tay người tiêu dùng Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu nhớt nhập khẩu S4 đã mạnh dạn đưa sản phẩm dầu nhớt cho ô tô, xe máy, tàu thủy, máy công trình, máy công nghiệp mang thương hiệu S4 về thị trường Việt Nam. Công ty đặt trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cùng với hệ thống đại lý phân phối trải đều trên toàn quốc nhằm phục vụ và cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng. Từ khi thành lập vào năm 2009, dầu nhớt S4 đã khẳng định được tên tuổi của mình trong khu vực Đông Nam Á bằng sự chứng minh hiệu suất của S4 đối với các loại động cơ. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế của dầu nhớt S4 đã được rất nhiều các chuyên gia về động cơ, các giám đốc kỹ thuật, các quản trị gia thuộc các ngành công nghiệp ghi nhận là một trong những dầu nhờn tốt nhất, tiết kiệm chi phí hiệu quả nhất đối với việc gia tăng hiệu suất làm việc của động cơ. Đây được xem là một trong những sản phẩm dầu nhớt được người tiêu dùng tín nhiệm trong nhiều năm qua. Công ty dầu nhớt S4 chúng tôi là phân phối tất cả các sản phẩm về dầu nhớt xe Honda, dầu thủy lực, dầu công nghiệp và các sản phẩm dầu nhớt dân dụng khác. Chúng tôi có các chuyên gia ở tại Mã Lai trực tiếp giám sát cái vấn đề chất lượng về sản phẩm. Đối với cái sản phẩm của chúng tôi thì thứ nhất là các cái sản phẩm sản xuất được cái từ dầu gốc nhóm 2 trở lên và sản phẩm luôn luôn cam kết với khách hàng. Khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi thì được bảo hành, bảo hiểm đầy đủ. Và đối với sản phẩm của chúng tôi có cái giá thành nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng 10-20% so với các sản phẩm cùng phẩm cấp. Đối với các đại lý S4 thì chúng tôi hỗ trợ rất là nhiều về quảng bá thương hiệu, kỹ thuật, về chính sách bán hàng và một số các cái hỗ trợ khác về nguồn vốn. Dầu nhớt S4 được pha chế từ nguồn dầu khoáng, phù hợp nhu cầu từng đối tượng khách hàng với chất lượng và tính năng của sản phẩm, hỗ trợ tối đa giảm ma sát, giảm mài mòn kim loại, giải nhiệt khi động cơ hoạt động, làm kín các khe hở bên trong động cơ và làm sạch động cơ. Trải qua những cái nhiều cái sự lựa chọn và mình được biết đến sản phẩm của dầu nhớt S4 được giấy chứng nhận của Viện Dầu khí Hoa Kỳ. Chính vì vậy nên tôi lựa chọn sử dụng sản phẩm dầu nhớt S4. Sau khi sử dụng sản phẩm dầu nhớt S4, chúng tôi cảm thấy là máy móc hoạt động tốt. Những người bạn hàng hoặc là những người đối tác của mình cũng hỏi đến, mình đã giới thiệu và người ta cũng đã sử dụng. Thì điều phản hồi rằng là dầu nhớt S4 sử dụng tốt cho động cơ. Qua đó cho thấy dầu nhớt rất quan trọng đối với động cơ, đảm nhiệm việc bôi trơn, giảm ma sát, làm mát, chống rỉ và đảm bảo độ kín của piston, xi lanh, xích măng. Chính vì vậy, người sử dụng xe máy và các loại máy móc, thiết bị động cơ khác cần thay nhớt thường xuyên để đảm bảo độ bền, kéo dài tuổi thọ và bảo vệ động cơ.
Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng nên mua và thay nhớt ở những cửa hàng phân phối dầu nhớt chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khách hàng cũng nên yêu cầu và lựa chọn các sản phẩm mà đại lý, nhà phân phối dám đứng ra chịu trách nhiệm khi có các sự cố xảy ra.